Đây chính là cái đôi. Và cái đôi tiếp theo là các bạn có muốn mà pause cái video này lại và đoán là đây là đôi giày gì không? Và đây. Buổi sáng tất cả các bạn, và hôm nay là ngày đầu tiên trong cái chuyến đi du lịch ở tại Mỹ của gia đình của mình. Và bây giờ thì cả nhà đang ở tại cái vị trí, cái địa điểm đầu tiên, đó chính là một cái nhà hàng có tên là Rodart. Và đây có thể gọi là một cái nhà hàng Việt Nam, và đang được nằm trong một cái khu vực có tên là Fountain Valley Town Center. Và tất cả những thông tin chi tiết từ những nơi mình đi cho tới nhà của video này mình sẽ để ở ngay dưới phần miêu tả, ngay dưới phần description để cho các bạn có thể vào và tham khảo. Và bây giờ các bạn có thể thấy là mình đang đội một cái It was good. Ở bên đó họ cũng đang vlog bên đó. Oh wow. Và các bạn có thể thấy bây giờ mình đang đội cái nón đỏ, túi vàng mà lại áo đen có cái họa tiết. Cái áo này có tên là Bad Trip, lát nữa mình sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà tại sao hôm nay outfit nó không có đi cùng tone giống như là mọi lần, lát nữa mình sẽ giải thích rõ hơn. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải đi ăn sáng thôi mọi người. Let's go. Xin chào tất cả các bạn, và bây giờ thì gia đình mình cũng đã có bàn, nhưng mà không phải là bàn này, ở ngay phía sau. Và mình thấy rất là nhiều người ngày hôm nay xếp hàng để có thể được ăn ở tại nhà hàng này. Và bình thường thì cuối tuần mới rất là đông như vậy thôi, mà hôm nay mới có thứ tư mà mình thấy rất là đông người. Và đôi khi có vài bàn chờ tới 35 phút lận. Và cái scene trước mình có nói là tại sao ngày hôm nay mình mặc một cái outfit nó không có cùng tone. Các bạn có thể thấy bây giờ là ok, nhưng mà cái túi vàng thì nhưng mà mình không có một cái sự lựa chọn nào, tại vì bây giờ mình sẽ update với lại mọi người những gì đã diễn ra trong cái hành trình mình đi tới Mỹ. Thì trong cái video trước các bạn cũng biết là chuyến bay của mình đã bị cancel và mình phải mất một ngày ở tại sân bay Hồng Kông. Và ngay sau khi mình shoot xong cái scene outro, 3 tiếng sau mình nhận được cái vé máy bay, và họ nói là bạn không cần phải lo gì về hành lý của bạn cả, tại vì chúng tôi sẽ đặt hành lý của bạn cùng với lại cái chuyến bay khi mà bạn đi tới LA. Và cái lần cuối cùng thì mình biết được là mình không tìm được hành lý của mình. Sau đó mình đã đi tới customer service và hành lý của mình vẫn còn đang ở Hồng Kông. Do đó thì một ngày ở tại Mỹ, ngày đầu tiên không có hành lý, không có quần áo. Nhưng mà rất là may mắn thì mọi người trong gia đình, ba mẹ Ni và mình đều có ít nhất một cái áo hoặc là một cái món đồ gì đó nằm trong vali. Do đó thì ngay sau khi rời khỏi sân bay ngày hôm qua, cả nhà đã đi tới một cái siêu thị để mua quần áo, đồ tiện dụng. Và mình đã mua một cái quần để có thể mặc với lại những cái áo thun mà mình đã đặt trong cái vali. Và trong cái scene đó các bạn cũng đã thấy là cái vali mình có rất là nhiều những cái áo thun đến từ local brands. Đây, đây là một trong những cái áo thun đó. Thì các bạn có thể thấy là ở mặt trước mình có một cái chú gấu và một cái signature của Street Gang. Và đây là cái áo thun đến từ Street Gang mà Vi với lại Quốc Anh đã gửi tặng cho mình 2 ngày trước khi mà mình lên máy bay. Và ở mặt sau thì chúng ta có một cái đầu chú gấu với lại một cái chữ Bad Trip. Và những cái họa tiết này thì nó nằm lệch, nó không có nằm cùng với lại nhau, tại vì đây là một cái hiệu ứng mà mình rất là hay sử dụng ở trên video của mình có tên là Glitch. Thì bây giờ mình sẽ thử đặt một cái chữ Fable ở ngay đây và sẽ sử dụng cái hiệu ứng đó. Và đó là một cái sản phẩm đến từ Street Gang. Và ngoài ra xuyên suốt cái scene lúc nãy thì mình có đặt một vài scene phóng sự để mọi người có cái nhìn rõ hơn về mặt trước và mặt sau của chiếc áo thun này. Và đó là một cái update mà mình muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Nhưng mà không sao cả, mình biết là 2 ngày qua không phải là 2 ngày tốt nhất, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cái chuyến đi du lịch ở tại Mỹ thật là fresh. Và đây sẽ là cái video, sẽ là cái chuyến đi cho cái series này. Và mình biết mình nói rất là nhiều về việc mình sẽ đăng tải cái series đi Mỹ, nhưng không thể nào, nhưng đây sẽ là cái series đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đó ăn sáng, và mình sẽ chia sẻ rõ hơn về cái nhà hàng này cùng với tất cả mọi người. Let's go. Và đây chính là cái gỏi cuốn này mọi người. Thì cái gỏi cuốn này rất là nổi tiếng ở tại đây, và đa số mọi người tới đây ăn là tại vì cái gỏi cuốn này. Thì cái này giống như là gỏi cuốn Nha Trang đó mọi người. Và mình thì gọi một cái bánh hỏi, thì cái này gọi là bánh hỏi Rodart. Có đầy đủ tất cả thịt rồi chạo tôm. Ba thì gọi cái cơm bò kho. Ủa mẹ không ăn gì hết hả? Bún ăn vịt. Còn Ni thì gọi một cái bún bò. Ok, đây bên đó mọi người. Và tất nhiên là không thể nào thiếu ly cà phê sữa đá vào buổi sáng. Cái bill của ngày hôm nay là
82 đồng. Và ở dưới các bạn có thể thấy là họ có suggest tip là 15%, 18% hoặc là 20%. Thì cái này là họ chỉ là suggest thôi, chứ không phải là họ yêu cầu chúng ta phải tip bao nhiêu đây. Nhưng mà bình thường thì chúng ta sẽ tip từ 10% cho tới 15%. Do đó thì họ đã tính ra ở đây là 15% là 11 đồng 37 cent. Thì tổng là 93 đồng 80 cent. Và đó chính là cái bill của buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta đã tới cái location tiếp theo. Cái location thứ hai có tên là South Coast Plaza. Và đây chính là một cái shopping mall rất là nổi tiếng ở tại khu vực Cali. Và nếu các bạn đã từng tới đây hoặc là đang ở đây thì cái tên này không còn xa lạ gì nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong và shopping thôi. Let's go. Và bây giờ thì mình đang ở trong một cái phòng thử đồ của LV. Thì đây chính là tất cả những cái áo thun mà họ có size to. Hy vọng là hai cái áo này mình sẽ vừa. Tại vì bình thường khi mà mình mặc áo thun của LV thì sẽ hơi ngắn, nhưng mà hy vọng hai cái áo này sẽ là oversize. Ngoài ra ở ngay sau lưng mình là hai cái túi. Đây chính là hai cái túi trong cái collection mới. Và đây là Chicago Exclusive. Và ở tại cửa hàng này thì họ chỉ có 4 túi mỗi loại thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà cái túi này mà họ có bằng cái size mà giống như cái túi hôm Tết mình đã mua thì chắc chắn mình sẽ cop. Nhưng đây chỉ là hai cái size duy nhất mà họ có ở đây. Nhưng đây chính là Chicago Exclusive. Và đây chính là cái chiếc áo đầu tiên. Nhưng mà cái áo này á, nó chỉ vừa người thôi mọi người. Nếu mà các bạn biết thì mình rất là thích mặc áo thun oversize. Do đó thì chắc đây không phải là cop của ngày hôm nay. Chiếc áo lúc nãy thì là size 3L. Do đó thì mình sẽ không vừa. Nhưng đây là 5L. Ngoài ra thì mình đã chọn được cho mình một cái đôi dép. Đây chính là một cái đôi giống như cái đôi mà mình đang có. Nhưng mà ngay cái phần wide này thì nó giống như là hologram. Nó sẽ đổi màu khi mà chúng ta, các bạn thấy là từ màu vàng qua màu tím rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ thử đồ nha. Đây chính là cái áo tiếp theo. Và theo mình biết đây chính là một cái áo của runway. Có nghĩa là họ chỉ mặc áo này ngay trên cái sàn diễn thời trang của collection này. Và một cái áo fit perfect. Cái chiều dài và kể cả cái tay áo rất là vừa. Các bạn thấy là không có bị block qua khỏi cái bàn tay của mình. Và có thể là đây là cop đầu tiên của ngày hôm nay. Và đây chính là cái áo sơ mi tiếp theo. Thì một lần nữa rất là vừa với lại cái tay của mình. Các bạn thấy là không có qua khỏi cái bàn tay. Mình rất là thích cái chiều dài này và nhìn rất là buồn cười. Tại vì mình đang mặc một cái quần short, nhưng mà có thể đây là cop thứ hai. Và đó chính là cash out đầu tiên của mình trong cái chuyến đi này. Và khá là nhiều, nhưng mà thôi kệ, không sao. Mình phải quay giống như vậy tại vì mình đang đi ngang một cái anh bảo vệ. Và mình nhớ là lần trước trong cái chuyến đi á, mình dễ nhớ không? Mình bị người ta không cho quay. Do đó mình phải low key đó mọi người. Lát nữa gặp lại mọi người ở tại cửa hàng tiếp theo nha. Và lúc nãy thì ở Gucci mình đã mua được đồ. Do đó thì bây giờ chúng ta sẽ vào Balenciaga nha mọi người. Và đây chính là Don, thì người đã giúp mình pick up hai đôi giày này trong những ngày qua. Và là một người em là plug của mình ở tại Cali đó mọi người. Lát nữa thì mình sẽ giới thiệu với mọi người nha. Và next stop sẽ là Burberry. Tại vì ở Balenciaga họ không có nhiều đồ, do đó chúng ta sẽ qua Burberry ngày hôm nay nha mọi người. Và đây chính là một cái áo thun của Burberry. Một cái áo thun màu đen. Và ở bên phần ngực trái chúng ta có một cái hình Bambi rất là dễ thương. Và có một cái dòng chữ ở đây là They do not love, that do not show their love. Thì chắc đây sẽ là cái pick up tiếp theo của mình ở tại Burberry. Và chúng ta còn một vài cái áo nữa để thử. Và chắc là ngày hôm nay ở tại Burberry thì chúng ta sẽ ra về với lại cái chiếc áo Bambi này thôi mọi người. Và bây giờ thì Don đã chở hai vợ chồng mình vào trong Best Buy để đi có thể mua cái máy này. Thì đây cái máy đến từ hình như là Dyson. Và cái máy này thì vừa là sấy tóc, vừa là uốn tóc và tất cả luôn. Do đó thì hôm nay nếu mà cái máy này có thể đổi qua điện 220 để xài được ở Việt Nam thì đây là pick up đầu tiên của Ni ở tại Mỹ. Và lúc nãy thì cái Dyson của Ni thì không có điện 220, do đó thì Ni sẽ order ở tại Singapore. Và mình đã mua hai cái tripod của Joby để mình có thể vlog. Cái này chắc là anh em mình tìm chỗ dục ha. Cảm ơn em. Cái này anh ngồi luôn nha. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình đang ở trên xe của Don và hai anh em đang cùng nhau đi về khách sạn. Tại vì cả nhà đều mệt, do đó thì anh Dũng đang tới để đón ba mẹ và Ni. Và mình với lại Don sẽ đi về trước. Và các bạn thấy là mình hôm nay pick up được rất là nhiều đồ. Và hy vọng là sau khi mà chúng ta quay trở về từ Mỹ thì mình sẽ có một cái video Hypebeast Pickup Haul ở tại Mỹ. Nhưng mà đây là Don, là một người em plug
Hello mọi người. Thì mình sẽ để cái trang Facebook của Don ở ngay đây. Và là một plug, các bạn tìm bất cứ gì đúng không? Bất cứ gì Don cũng tìm được. Any high beat stuff. Ok. Thì bây giờ hai anh em sẽ về lại khách sạn cất đồ, xong rồi hai anh em mình sẽ cùng nhau unbox cái hai cái đôi giày ha. Yeah. Ok, rất là gặp lại mọi người nha. Và bây giờ kế hoạch đã được thay đổi một tí đó mọi người. Thì hai anh em đang trên đường đi tới một cái nhà hàng Việt Nam, đúng hơn là Thái Việt Nam. Và cái nhà hàng này có tên là Mirada. Thì lát nữa khi mà tới đó mình sẽ gặp lại mọi người. Và nếu mà cả nhà mình vẫn chưa tới thì hai anh em sẽ mở cái cốp lên và đập hộp hai cái đôi giày này cùng với lại tất cả mọi người nha. Và bây giờ thì mình với lại Don đã tới cái nhà hàng cho buổi tối ngày hôm nay. Thì nhà hàng này có tên là Mirada, nằm ở ngay trên đường Edinger và Magnolia Fountain Valley. Yeah. Thì bây giờ cả nhà vẫn chưa tới, do đó hai anh em đã quyết định là sẽ unbox đập hộp hai cái đôi giày này. Và đây là lần đầu tiên mà anh thấy được cái đôi giày này ở ngoài. Ok, em muốn bắt đầu với lại đôi nào trước? Không, chờ đợi nữa. Travis Scott trước đi. Travis Scott ha, ok. Quá hit rồi. Đây chính là cái đôi Jordan 1 Travis Scott. Thì ok, để Don. Hình như cả nhà tới nhưng mà không sao cả. Ok, để Don mở nha. Ok. Đây chính là cái đôi mà Don cũng có đang mang ở trên chân. Và lúc nãy mình có shoot một cái scene đó khi mà ở tại South Coast Plaza. Thì đây chính là cái cả nhà tới rồi. Ok, thì đây chính là cái đôi Jordan 1 Travis Scott Low mà các bạn đang thấy ở ngay đây. Chúng ta có 3 cặp dây giày đi kèm. Em muốn cầm gì mà anh không? Cảm ơn em. 3 cặp dây giày đi kèm với lại cái đôi giày này. Và ngoài ra là có một cái cặp dây, đây là wax laces. Và mỗi cặp wax laces màu đỏ. Ngoài ra thì chúng ta có hai cặp hồi nãy em nói là overlaces màu hồng với lại màu đen. Thì y chang như cái đôi hai nhưng mà chúng ta lại là cái phiên bản low. Tại phiên bản này thì nếu mọi người hay lầm nó là SB, nên là nó cũng có chút phần giống SB, nên là nó đi theo cái overlace. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái Nike check ngược rất là to. Signature iconic của Travis Scott. Ở bên hông thì chúng ta có cái Cactus Jack. Và ở đằng sau gót thì có cái logo Air Jordan với lại một cái logo của Travis Scott. Ok, và đó chính là cái đồ. Ô, với lại mỗi lần mà mua đồ của Don thì lúc nào cũng đều có receipt hết. Và đây, receipt straight up from Nike. Ok. Và lúc nào cũng vậy hết á, tại vì Don là check rất là kỹ trước khi mà tới tay khách hàng. Chính xác, mà cái này là không phải là khách hàng nữa, đây là anh em. Ok, tại vì cái này là steel deal. Nhưng mà mình sẽ không nói giá ở dưới, tại vì hồi nãy em cũng không có nói giá. Và cái đôi tiếp theo là các bạn có muốn pause cái video này lại và comment ở dưới là đoán là đây là đôi giày gì không. Tại vì đây là một cái đôi Grails. Và chúng ta có một cái hộp Air Force One. Cái box label là Air Force One 07 Virgil size 12. Em muốn do the honor. Ok, và đây chính là cái đôi Nike Air Force One MCA. Thì đối với lại cái đôi giày này là một cái đôi giày rất là khó để tìm được size 12. Và anh em mình đã xem qua hết tất cả, chỉ có size 11 là to nhất. Nhưng mà cuối cùng thì không có gì khó cả. Chỉ cần holla, chỉ cần holla at Don thôi là lúc nào cũng có hết mọi người. Cái đôi này là MCA, tại vì MCA là viết tắt cho Museum of Contemporary Art in Chicago. Thì giống như hồi nãy em nói là cái đôi này exclusive for Chicago. Thì chúng ta có cái đôi Air Force One màu xanh da trời. Rất là đẹp, một cặp dây giày màu trắng đi kèm. Và tất nhiên thì ở trên cái cặp dây giày này chúng ta có cái chữ shoelaces nằm ở trong cái dấu ngoặc kép iconic. Red tag. Và ở bên hông thì chúng ta có cái Nike swoosh màu bạc, màu silver. Và một cái tag ở đây màu đỏ. Và tất nhiên là chữ Air ở ngay phần midsole. Và thật sự là đây là một đôi Grails Jordan really well. Shout out to Virgil. Ok. Thì đó là hai đôi giày, cũng là hai đôi giày pick up đầu tiên. Có thể gọi pick up đầu tiên đi, tại vì hôm nay come. Ok, yeah, ok. Thì lần nữa shout out tới Don. Và mình sẽ để cái trang Facebook của Don ở ngay đây và ở ngay dưới phần miêu tả. Và có gì khó thì các bạn hãy holler at Don. Nếu mà bạn có tới thì hãy nói là Fable send bạn over, ok? Cảm ơn em trai. My man. Thật sự là lần này qua đây á, ngày hôm nay là Don đi cùng với lại hai vợ chồng mình, gia đình mình đi tour guide, đi shopping. Và ngoài ra là giúp rất là nhiều luôn. Không ngại đưa hai vợ chồng anh đi tới Best Buy mua đồ.
I mean, không thể nào mà cái cảm giác mà khi mà tới Mỹ mà được gặp người quen mà đi chơi cùng giống như vậy á, không biết nói như thế nào hết. Và một lần nữa shout out. Bye man. Yeah. Ok. Bây giờ hai anh em đi vào trong ăn tối, và chắc chắn là các bạn sẽ gặp lại Don trong những video tiếp theo. Ok, chắc là hai anh em lấy giày ra chụp thumbnail rồi đi vào trong ăn nha. Yeah. Lát nữa gặp lại mọi người nha. Đó chính là một ngày, là cái ngày đầu tiên của gia đình mình trong cái chuyến đi du lịch ở tại Mỹ. Và lúc nãy thì là cái bữa tối của gia đình mình ở tại một cái nhà hàng có tên là Mirada. Và đây là những nơi mà mình đã cùng với lại tất cả các bạn đi trong cái video này, là những nơi mà gia đình mình luôn luôn đến mỗi lần mà đặt chân tới nước Mỹ, và chắc chắn sẽ recommend mọi người. Và cái bữa tối lúc nãy có giá là 100 đồng luôn tiền tip. Và tất cả những thông tin chi tiết từ Mirada, bro đó, khách sạn, Street Gang, Don Facebook, South Coast và nhà của video này, Best Buy, tất cả mình sẽ để ngay dưới phần miêu tả, ngay dưới phần description để cho các bạn có thể vào và tham khảo. Và lúc nãy khi mà họ đem cái món ăn đầu tiên ra thì cái mí mắt của mình gần như là sụp xuống, tại vì bây giờ mình đang bị jet lag, có nghĩa là chúng ta đang bị trái giấc, tại vì đúng ra thì lúc này mình đang ngủ rồi ở tại Việt Nam. Do đó thì bây giờ mình rất là mệt và mình đã quyết định là sẽ outro cái video này ở ngay đây, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo của cái series đi Mỹ này. Và mình hy vọng các bạn enjoy cái video này, và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè. Kéo vào dấu like, có dấu subscribe, smash dấu subscribe đó luôn. Kéo vào dấu subscribe có cái chuông nhỏ nhỏ, các bạn biết rồi đó, hãy nhớ vào cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình up video, mỗi lần một lần nữa. Mình là Pháp Bùng Nguyễn và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo nha. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush.